không nên như thế nhá. Gì vậy? Tu ti bỏ ngay cái kiểu chỉ tay thẳng vào mặt bà đi nhá. Tu ti bỏ ngay cái kiểu chỉ tay vào mặt bà đi nhá. Này, đừng đánh trống lảng nhá. Bỏ ngay cái kiểu chỉ tay vào mặt bà đi. Tu ti như thế là không ngoan nhá. À, thèm nói chuyện.